Chào mừng các bạn đến với chuyên mục điểm tin hàng tuần của XTB. Trong tuần này, chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề lạm phát vẫn đang đe dọa thị trường tài chính toàn cầu. Hiện nay, thị trường trái phiếu tiếp tục bị bán tháo, khi giới đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ đưa ra nhiều biện pháp thắt chặt hơn. Dữ liệu chỉ số sản xuất nhấn mạnh về áp lực lạm phát ngày một tăng cao, nhưng khi so với lịch sử thì mức lãi suất ở các thị trường lớn vẫn chỉ ở mức vừa phải. Đồng nghĩa rằng chúng ta có thể tiếp tục thấy việc lãi suất này tiếp tục được nâng cao hơn nữa. Cho đến nay thì phản ứng của thị trường chứng khoán là rất nhỏ. Một thành phần chính trong các bản tin tài chính hiện nay chính là mùa báo cáo thu nhập quý 1 của phố Wall. Mùa báo cáo đã đi được khoảng 1/3 chặng đường với doanh số tổng tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Song trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 2%, lợi nhuận giảm phần lớn đến từ mảng ngân hàng. Các doanh nghiệp đề cập tới vấn đề chi phí cao, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dự báo đáng báo động về việc giảm lợi nhuận chung. Các bản báo cáo đáng chú ý vẫn đang được phát hành. Một số các tập đoàn nổi bật trong tuần trước, chúng ta có Netflix khi mang lại sự thất vọng lớn với lần đầu tiên số người đăng ký kênh giảm trong vòng 10 năm vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu có thể kể đến việc mất đi 700.000 người dùng ở Nga, nhưng xu hướng này đã diễn ra được một thời gian khi ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Mức giá mở phiên sau báo cáo đã giảm tới 35.1%. Kế đến là tập đoàn điện tử IBM đưa ra những dữ liệu trái chiều so với kỳ vọng. Khi doanh số tăng và lợi nhuận giảm, công ty này vẫn lạc quan về triển vọng trong tương lai, dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu của mảng điện toán đám mây. Việc rời khỏi thị trường Nga không ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh, khi Nga chỉ chiếm 0.5% doanh thu và chỉ 2% mức lợi nhuận của toàn tập đoàn mà thôi. Mức giá mở phiên sau báo cáo đã tăng 7.1%. Kế đến là con cưng của tỷ phú Elon Musk, tập đoàn Tesla vượt dự báo với doanh thu và lợi nhuận đạt kỷ lục liên tục. Lợi nhuận mảng ô tô đạt đỉnh 32.9%. Công ty đã thành công trong việc chuyển dời chi phí sản xuất cao sang cho phía khách hàng, nghĩa là tăng giá các sản phẩm bán ra. Tập đoàn Tesla dự báo tăng trưởng trung bình hàng năm sẽ đạt 50% trong những năm tới và mức mở phiên sau báo cáo đã tăng 3.2%. Kế đến là tập đoàn hàng không American Airlines báo cáo dữ liệu tốt hơn mong đợi. Doanh nghiệp đã chỉ ra rằng nhu cầu đi công tác và du lịch quốc tế ngày càng tăng bất chấp việc giá vé tăng cao do nhiên liệu tăng. Công ty kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận vào quý 2 năm 2022 sau 9 quý thua lỗ liên tục. Thu nhập quý 2 cũng được kỳ vọng sẽ tốt hơn so với kết quả trước đại dịch, với mức giá mở phiên sau báo cáo đã tăng 3.8%. Nhìn chung, kỳ vọng của chỉ số EPS hay lợi nhuận trên cổ phiếu đối với thị trường S&P 500 đã tăng đáng kể từ đầu mùa thu nhập. Tỷ lệ dự báo P&E giảm vì giá trị chỉ số giảm. Kế đến là tình hình khí đốt tự nhiên trên thị trường thế giới. Hiện nay, cả thế giới có vẻ như đang cố gắng tranh nhau miếng bánh khí đốt của châu Âu, khi nguồn cung khí hóa lỏng tự nhiên cho châu Âu vẫn đang ở mức cao. Giá các bên cung cấp chênh lệch nhau chỉ ở khoảng mức 5-6% đô la cho mỗi 1 triệu đơn vị BTU. Cả thế giới đều muốn bán khí đốt cho châu Âu, đồng thời giảm bớt áp lực tăng giá toàn cầu do các vấn đề liên quan tới chính trị. Nguồn cung khí hóa lỏng cho châu Âu đã tăng gấp 3 lần kể từ cuối năm 2011. Nguồn cung đến từ 3 địa điểm chính đã tăng lên. Ngoài ra, thì thời tiết tốt ở châu Âu trong tháng 4 đã làm giảm nhu cầu sưởi ấm và dẫn đến việc tăng tồn kho dự trữ sớm hơn so với dự báo mùa vụ. Trong trường hợp như vậy, thì giá khí đốt tại Hoa Kỳ sẽ ra sao? Giá khí đốt hóa lỏng bao gồm cả chi phí của Hoa Kỳ thấp hơn nhiều so với thị trường châu Âu. Yếu tố này đã đưa đến việc tăng xuất khẩu từ Mỹ sang châu Âu, không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận mà còn vì lý do chiến lược và an ninh năng lượng của châu Âu nữa. Thời tiết ở Mỹ đã được cải thiện, cũng như dự báo thời tiết cho mùa đông sắp tới đây cũng tốt hơn. Mặt khác, lượng tồn kho đã giảm hơn 2.2 ngàn tỷ mét khối trong mùa nóng ở Mỹ. Mức trung bình trong 5 năm là 3.6 ngàn tỷ mét khối. Trong những năm gần đây, tăng trưởng tồn kho là khoảng 2 tỷ mét khối mỗi mùa. Mặt khác, lượng tồn kho đã giảm hơn 2.2 ngàn tỷ feet khối trong mùa nóng ở Mỹ. Mức trung bình trong 5 năm là 3.6 ngàn tỷ feet khối. Trong những năm gần đây thì tăng trưởng tồn kho là khoảng 2.000 tỷ feet khối mỗi mùa. Hiện tại, mức giảm trong mùa nóng tới dự kiến sẽ là 2.5 ngàn tỷ feet khối. Có nghĩa là tồn kho sẽ giảm xuống dưới mức 1.000 tỷ feet khối. Điều này có thể làm dấy lên lo ngại về thiếu hụt nguồn cung. Đồng thời, tổ chức Goldman Sachs đã dự báo trong ngắn hạn rằng mức đỉnh hiện tại sẽ không được đảm bảo. Ngoài ra, để thay thế than bằng khí đốt ở Mỹ, mức giá phải nằm trong khoảng 4-5 USD cho 1 triệu đơn vị BTU để thu được lợi nhuận. Trong ngắn hạn, giá sẽ giảm,
nhưng chút mùa nóng kế tiếp có nguy cơ sẽ xảy ra một đợt bổ sung lớn hơn so với đợt hiện tại, trừ khi số lượng tồn kho tăng đáng kể so với dự kiến. Trong khi đó, thì rủi ro lớn nhất đến từ Nga khi quốc gia này yêu cầu các nước thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng rúp. Một số doanh nghiệp lớn tại châu Âu đã buộc phải chấp nhận yêu cầu này. Kế đến chính là cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở tại tháng 5 đang gần kề. Dữ liệu GDP và chỉ số lạm phát. Chúng ta có một vài báo cáo vĩ mô quan trọng trong tuần như dữ liệu GDP quý 1 của Mỹ và chỉ số lạm phát chi tiêu cá nhân như dữ liệu GDP quý 1 và chỉ số chi tiêu lạm phát cá nhân của Mỹ. Thị trường sẽ tập trung vào quyết định, nhưng thị trường sẽ dồn sự tập trung vào quyết định lãi suất của Fed vào ngày 4 tháng 5 sắp tới, bất chấp lợi tức trái phiếu tăng. Dữ liệu từ Mỹ vẫn tạo ra tâm lý rằng Fed sẽ tiếp tục giữ vững xu hướng dù hâu của mình. Thị trường dự đoán Fed sẽ đưa ra một đợt tăng lãi suất khoảng 0.5% và bắt đầu giảm bản cân đối kế toán. Ngoài ra, thì dữ liệu lạm phát từ châu Âu vào ngày thứ Năm và thứ Sáu dự kiến cũng sẽ tạo thêm áp lực lên Ngân hàng Trung ương châu Âu. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục điểm tin hàng tuần của XTB. Xin chào và hẹn gặp lại!